Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Hôm nay Thảo ăn bún bò nha. Bún bò sườn cộng. Dưới đây Thảo cho rau nhóc luôn ạ. Bây giờ là nặn chanh vô là ăn thôi. Nặn chanh trộn lên là ăn. Chủ yếu cái tô này bữa nay là mình ăn ăn cái cọng sườn này nè mọi người. Trời ơi cái cọng này. Bự chưa? Siêu to khổng lồ luôn. Ăn cái cọng sườn này là no luôn rồi đó. Mình có rau muống nha. Bữa nay là rau muống salad. Thảo sẽ chấm với lại tương nha. Tương đỏ đó. Tương ớt với lại tương đen với lại ớt ngâm chua nè. Thảo trộn hết vô luôn. Cái thịt bò mà mọi người kẹp với cái lại ớt ngâm chua này là ăn đã dữ lắm. Rồi, mời mọi người nha. Cái cục sườn quá bự luôn. Ngon quá. Kẹp với lại cái ớt này nè mọi người. Nó giòn giòn, nó chua chua. Một cục sườn này Thảo có bỏ thêm vài miếng thịt bò mà Thảo cắt lát á, mà Thảo cắt dày dày ăn cho nó đã. Bỏ vô miệng cái nó ngập luôn. Giờ mình ăn cọng sườn nha. Trong đây họ bỏ củ hành tây nhé. Nhiều lắm. Đó. Cái tô này là quan trọng cái này nè mọi người. Giờ họ sẽ múc cái này. Cho lên nha. Nó ngon, nó đã. Cái này Thảo hầm bằng nồi áp suất á, cho nên nó mềm. Xuất sắc mọi người ơi.
phải bỏ miếng ớt lên nữa nó mới ngon. Đó. Quá đã. Quá chừng ngon luôn mọi người. Cái cục xương này nè, chọi cái lỗ đầu luôn. Răng. Cắn cái răng tùm lum. Quá đã. Thảo mấy cái món mà bún này kia nọ đó, nói chung là mấy cái món mà nấu mà mình ăn chung với rau nhiều là Thảo mê lắm, Thảo rất là thích. Bún riêu, bún bò, bún mắm thôi. Ăn nhiều, ăn rau nhiều. Đã.
Thảo ăn mấy cái món, mấy món này nè, lúc nào cái nước súp của Thảo nó cũng sẽ là chua chua, cay cay. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha. Hãy chào tạm biệt. Bye bye.